các tỉnh ứng phó với hàng nghìn người về quê từ vùng dịch như thế nào. Các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, Tây Nguyên đang lên kế hoạch mở rộng khu cách ly và điều trị để đón người dân trở về từ vùng dịch. Sáng 29 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trước tình trạng nhiều người từ vùng dịch của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An có nhu cầu về quê. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, khi mới thực hiện chỉ thị 16, người dân từ các tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh về quê giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây, người Bạc Liêu về quê tăng, gây áp lực rất lớn cho tỉnh. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu, ngày 28 tháng 7, trong số 43 người trở về, hai người dương tính với SARS-CoV-2. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu nhận định sẽ có nhiều lao động trở về quê trong thời gian tới. Trao đổi với Dinh, ông Phạm Văn Thiều cho biết mặc dù tỉnh bị áp lực khi có nhiều người về quê trong mùa dịch. Lãnh đạo địa phương sẵn sàng đón người Bạc Liêu trở về địa phương. Tỉnh này đang lên kế hoạch mở rộng khu cách ly và khu điều trị để đón F0, F1 trở về. Bà con về tới Bạc Liêu đều được tết nhanh. Người dương tính được đưa đi cách ly điều trị. Những người khác được đưa vào cơ sở cách ly tập trung theo quy định. Ông Thiều chia sẻ, không chỉ Bạc Liêu, 12 tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều có công dân được xe đưa về sau một ngày đêm kẹt tại chốt cửa ngõ tỉnh Long An. Trong số 43 người về Cà Mau từ chốt Long An, không phải ai cũng có giấy xét nghiệm âm tính. Ngành y tế Tết nhanh ghi nhận 4 người dương tính SARS-CoV-2 tỷ lệ gần 10%. Người nào có kết quả dương tính được đưa đi cách ly điều trị, âm tính sẽ vào khu cách ly tập trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân nói với Dinh. Theo ông Quân, nhiều người có kết quả âm tính nhưng mới là xét nghiệm lần đầu. Đây là nhóm có nguy cơ mắc bệnh và lây nhiễm cao vì tập trung số đông về quê và cùng kẹt tại chốt Long An, sinh hoạt chung khi được bố trí ở tạm trong trường học. Tỉnh sẵn sàng đón bà con về quê nhưng áp lực rất nhiều. Chúng tôi phải chuẩn bị khu cách ly nhiều hơn, tăng khả năng điều trị. Nỗi lo khác là có người tìm cách tách nhóm để trốn về bằng đường khác, có thể làm lây nhiễm trong cộng đồng, ông Quân nói. Tỉnh Sóc Trăng cũng tiếp nhận 17 người được xe quân đội đưa về từ Long An. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ông Nguyễn Lưu Trung, địa phương này đã tiếp nhận 45 người từ chốt kiểm dịch Long An, được xe đưa về quê, tất cả đã được cách ly tập trung theo quy định. Hàng nghìn người đổ về miền Trung khu cách ly tập trung quá tải. Liên tục những ngày qua, nhiều người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam về Quảng Ngãi tránh dịch COVID-19, đám đông chờ làm thủ tục ở chốt kiểm soát Đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ gây ra tình trạng ùn ứ. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng 28 tháng 7, khoảng 6.000 người điều khiển ô tô, xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương này. Số lượng người về quê tăng đột biến khiến các khu cách ly tập trung y tế bị quá tải. Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Ngãi trưng dụng trường học để làm khu cách ly tập trung cho hàng nghìn người trở về từ vùng dịch. Đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê tăng nhanh từng ngày, trong khi đó các khu cách ly tập trung phần lớn là trường học cấp xã từ khâu quản lý đến hệ thống nước sinh hoạt vệ sinh không đảm bảo nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao ở một số khu cách ly người phục vụ vẫn về nhà sau khi hoàn thành công việc vì thế nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi, một trong những vấn đề đau đầu nhất là tình trạng ồn ứ rác thải y tế tại các khu cách ly tập trung, mỗi kg rác thải y tế tốn 24.000 đồng để thu gom xử lý, nhà máy ở Quảng Ngãi cũng chỉ có công suất xử lý 800 kg mỗi ngày. Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho hay, dịch bệnh kéo dài khiến ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn, tỉnh chỉ có thể đón khoảng 400 người lao động nghèo, người yếu thế từ vùng dịch trở về. Người về quê tránh dịch ngoài kế hoạch của tỉnh phải cùng chung trách nhiệm nộp chi phí căn cứ mức chi của từng huyện, thị xã, thành phố tại các khu cách ly tập trung, chủ yếu nộp tiền ăn 14 ngày và xét nghiệm tối thiểu 4 lần, ông Phiên nói Trước thực trạng người dân đổ về quê tránh dịch COVID-19, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường quản lý cư trú, kiểm soát người từ vùng có dịch COVID-19. Tuần qua, trung bình mỗi ngày hơn 2.000 người đến Bình Định. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu công an tỉnh chủ trì các ngành, địa phương siết chặt công tác quản lý cư trú, tạm trú, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để xử lý kịp thời. Tại Quảng Nam, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an tỉnh, thông tin đơn vị đang phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế để đưa người dân đi xe máy từ các tỉnh thành phía Nam về khu cách ly tập trung. Lực lượng bố trí hai chốt chính ở quốc lộ 1 và chốt ở đèo Lò Xo, so, giáp ranh tỉnh Con Tum để kiểm soát người Quảng Nam đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về. Những người này sẽ được khai báo y tế sau đó. Sở Giao thông Vận tải bố trí xe đưa người, xe máy về khu cách ly tập trung của các huyện quản lý ông nhân nói. Người có xét nghiệm âm tính được cách ly tại nhà, tại khu vực Tây Nguyên các địa phương có những quy định riêng đối với người dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh có dịch. Đối với tỉnh Đắk Lắc, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và những địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 và đến trạm y tế gần nhất để khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày. Hết thời gian này, người về quê phải theo dõi sức khỏe thêm 2 tuần, xét nghiệm 3 lần trong thời gian cách ly tại nhà tại Đắk Nông, người dân về từ vùng có dịch khi qua chốt cai tranh huyện Đắk Lấp được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và giấy xét nghiệm test nhanh sars cov2. Người dân có hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Người có kết quả âm tính sẽ được về nhà cách ly 14 ngày. Tại Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu những người trở về từ các vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 phải cách ly tập trung. Người về từ các vùng thực hiện theo chỉ thị 15 thì cách ly tại nhà, dù có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Để đáp ứng số lượng người về đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai kích hoạt 21 khu cách ly tập trung tại thành phố Pleiku, huyện Chư Sê, Krompa, Iapa, thị xã Aulpa và một số địa phương khác với sức chứa gần 3.000 người. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video. Xin hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để xem nhiều video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video sau.